Hôm nay con xe máy của tôi nó bị hết điện được không ạ? Đấy, này mang ra quán rồi, vất ở quán rồi. Tí nữa 30 phút nữa quay lại. Người ta bảo là thay chắc phải mất tầm 1.5 đến 2 man. 2 man chắc là không đủ, 1.5 chắc là đủ. Thay này là thay gọi là thay battery chứ không phải thay buji. Đấy, lại thay cái mới rồi, lại tốn tiền. Khổ lắm cơ, mở mắt ra đã hết 1.5 rồi. Thôi, tí nữa quay lại xem có đúng hết 1.5 không nhá. Vất xe được 34 phút rồi, giờ đi ra lấy thôi. Giờ đi ra lấy xe thôi. Đấy, vừa lấy sáng trắng giờ tối mòm này. Không biết hết bao nhiêu, không biết đủ tiền không nữa. Cầm trong người có hơn 1.5 tí. Thiếu lại nợ. Cắm đổ đấy, mai ra lấy vậy. Thấy con xe mình ở ngoài kia hay sao vậy? Hình như là xe mình nó vất ở ngoài luôn rồi. Đây, hình như xe mình đây luôn rồi. Giống phải ông đã. Đúng rồi, hình như xe mình luôn. Hình như xây xong rồi đây. Đây, hết 1.3900 yên này. Rồi, giờ vào lấy xe đã. Ba chiều. Đây. Battery là 13.900 yên. Hết 1.4 anh em ạ. Hết 1.4. Đưa 1.5 giờ đợi người ta trả lại thôi. Đói thật đấy, đã chưa gì cuối năm lại còn mất tiền nữa. Làm phát hết man tư luôn. Đấy, vãi cả trưởng thật đấy. Hơi tốn nha. Cuối năm rồi đấy, ngày 4 tháng 2 này. Lại lên đồ về thôi. Đấy, anh em nào muốn thay bình điện thì cứ xác định tầm 1.5 đến 2 van nhá. Thay thì anh em các ra mấy quán mà kiểu nó có hỗ trợ sửa xe ấy, thì thay nó đỡ. Nói chung là mất công. Bình chắc là tầm khoảng 1.3 thôi, mình mất tầm 2 cent tiền công nữa. Thôi, hẹn anh em ở những video lần sau nhá. Anh em cần biết gì về cuộc sống Nhật Bản, comment xuống dưới video này nhá.